Best in Show của Trung và giống chó của Việt Nam. Mông Cọc ở hạng baby chó từ 3 đến 6 tháng thì không có Bắc Hà, chỉ có Mông Cọc và Phú Quốc thôi. Giám khảo anh Nguyễn Minh Khang. Video này sẽ quay chung tất cả các cái hạng thi của ba giống chó thi với nhau. Hạng puppy chó từ 3 từ 6 đến 9 tháng chỉ có giống Phú Quốc có chó thôi. Mặc định là sẽ nhất. Không có nhì. Sẽ chờ đến phần junior và quay. Cho quay con này nó chạy đi. Ba giống Phú Quốc, Mông Cọc và Bắc Hà thì con Phú Quốc bé nhất, Bắc Hà to nhất, Mông Cọc ở giữa. Bởi vì đây nó là con Phú Quốc cái, thì nếu con Phú Quốc đực thì nó cũng tương đương với lại con Mông Cọc. Bắc Hà thì to hơn, giống chó mới, giống chó thứ ba. Bắc Hà là giống chó thứ ba mà Việt Nam muốn phát triển một cái giống chó thuần chủng. Phú Quốc đầu tiên, rồi đến Mông Cọc và bây giờ nó Bắc Hà.
Ngày hôm qua là ngày chứng nhận, là lần chứng nhận giống chó Bắc Hà lần đầu tiên ở Việt Nam, ngày 24 tháng 10 năm 2020. Đây là lần đầu tiên mà chó Bắc Hà đứng thi chung với lại hai giống bản địa, hai giống chó của Việt Nam đã có, đã phát triển từ trước, là Phú Quốc và Mông Cổ. Anh chẳng biết. Anh lúc nào về nhì rồi anh chẳng biết. Đấy, nó có cái gì nó sợ. Có một cái gì đấy. Bắc Hà. Mông Cổ. Hai đen một trắng. Chả có lẽ này Bắc Hà này là con thắng ở trong ba con này. Chạy mồi đi. Bắc Hà thì nó tính cách nó thuần hơn, thần kinh nó tốt nhất ở trong ba giống chó này. Giống chó Bắc Hà là giống chó mới nhưng mà cái thần kinh của nó thì này là chấn tĩnh nhất. Đúng Bắc Hà, trời ơi. Giống chó lần đầu tiên ra mắt, lần đầu tiên chứng nhận giống. Nhưng mà lợi thế của nó là cái giống Bắc Hà này, cái thần kinh của nó vững nhất trong ba giống. Và cái giống chó này nó cũng rất là đẹp. Để xem cái vị trí thứ hai sẽ thuộc về con nào ở trong ba con này. Một Bắc Hà vào thay. Woo!
Tiếp. Cọc. Nhì. Có lẽ vị trí thứ ba sẽ thuộc về Phú Quốc. Tiếp. Như vậy là nhất ở trong ba giống là thuộc về Bắc Hà giống chó mới, nhì và ba là thuộc về Mông Cọc. Phú Quốc 202 có Mông Cọc 248 và tranh hết thì ơi rồi. Bây giờ là đến cái hạng thi được luôn được ưu tiên trong các cuộc thi con chó đẹp. Hạng cho trẻ từ 9 đến 15 tháng. Có hai giống Phú Quốc và Mông Cọc. Okay.
quay. Anh Dũng đây. Sắp xong rồi, còn tí nữa. Đấy, bảo mà lại phụ quốc à. Ờ rồi, coi như là kết thúc. Văn nữa, con cọc được tiếp. Phụ quốc đi. Cái đường sủa nó đau đầu. Màu vẹn của Phú Quốc nhìn có vẻ hợp hơn, hơn là màu vẹn của cọc. Rồi mọi người giao một tràng pháo tay đi. Xin hẹn gặp lại các bạn ở cuộc thi tiếp theo. Thank you and see you again.